Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Vinga Studio. Theo như lượng vote mà mọi người đã vote ở trên kênh YouTube của Bin thì Bin sẽ làm cả ba bài luôn. Bài đầu tiên thì sẽ là cái khúc Phố đã lên đèn. Trước khi bắt đầu bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram, subscribe kênh YouTube và follow kênh TikTok của Bin nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng học ngay thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ đặt tay lên. Phố đã lên đèn là mình đẩy hai tay ra ngoài. Rồi, dễ mà đúng không? Hai, đi. Phố đã lên đèn bùm. Con đường có môi kề môi. Thì phần thứ ba mình sẽ lấp lánh cái tay như thế này. Còn hai phần đầu mình sẽ vuốt môi. Có môi kề môi. Sau đó mình sẽ hất cái phần tay lên hai cái. Và mình sẽ quăng ra ngoài, cuộn lại và quăng ra ngoài. Ok, phần hông mình sẽ đánh cho mọi người từ cái lúc này. Rồi, hai, đi, môi, kề, môi, hấp và hấp, bùm bắt. Rồi, sau đó mình sẽ cuộn tay lên, ôm qua đây, làm hình trái tim. Sau đó mình để hai tay chấm, chấm, chấm và chấm. Rồi, động tác tiếp theo mình sẽ bật cái phần tay như thế này. Nghiêng qua, nghiêng lại một lần, bùm, sắc. Sau đó mình sẽ đặt tay qua không, phai và yêu em. Đặt tay, vẽ hình trái tim lại một lần nữa. Rồi, mình sẽ đếm lại nha. Phố đã lên đèn, con đường có môi kề môi. Hấp ngực và quăng. Cuộn, hấp, tim, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đặt 7 mở 8 đặt 1 cuộn tim. Sau đó mình sẽ đặt tay lên 1 2 3 làm một cái sóng, hai cái sóng là xong bài. Ok, và bây giờ mình sẽ đếm lại một lần nữa, sau đó chúng ta sẽ cùng ghép nhịp với tốc độ chậm nha. 2 đi. Phố đã lên đèn, con đường có môi kề môi. Hấp và hấp cuộn 1 qua ôm tim. Bùm bùm chắc, bùm bùm chắc. 1, 2, đặt 3, mở 4, tim, mở, qua, bùm, chắc, qua, cuộn, cuộn. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ ghép thử với tốc độ chậm nha. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Phố đã lên đèn rồi. Bin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo lần này nha. Và ngày mai Bin sẽ tiếp tục lên một video clip nữa, mọi người nhớ hãy đón xem trên kênh YouTube của Bin nha. Đừng quên like và share cho video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.